Sau khi triển khai những chuyến xe gom yêu thương với vật dụng thiết yếu, nhu yếu phẩm, vội vàng lăn bánh và đi xuyên đêm để kịp đến với đồng bào trong lúc khó khăn hoạn nạn, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng đã tiếp tục quyên góp tiền mặt và hiện vật để giúp cho người dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc yêu thương. Bên mình cũng đang rất là cố gắng để huy động được hết những nguồn lực của công ty, từ góp công đến góp sức, góp của để mà cùng ủng hộ cho các đồng bào miền Bắc, và rất là mong là sẽ những cái sự hỗ trợ của công ty có thể tới được tay bà con một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng là máu chảy là ruột mềm, ở đâu cũng vậy, cho nên ngoài những cái việc là công ty Ân Điền đóng góp cho bà con qua cái cơn lũ lụt thì tôi còn đi động viên những người thân trong gia đình cũng như bạn bè và những anh em trong hội để cùng chung nhau đóng góp thông qua các hội, thì tôi nghĩ cái số tiền cũng gần cả 100 triệu. Với cái tấm lòng đó, chúng tôi gửi gắm cho bà con miền Bắc một chút tình của Đà Nẵng. Mặc dù chưa thể thống kê được số tiền doanh nghiệp Đà Nẵng đóng góp, bởi các doanh nghiệp ủng hộ thông qua nhiều kênh, nhiều tổ chức như thông qua văn phòng các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các hội đoàn thể, mặt trận thành phố hoặc tổ chức đi hỗ trợ trực tiếp tại các vùng lũ, song ước tính số tiền quyên góp khá lớn. Chỉ tính riêng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đến thời điểm hôm nay, ngày 23 tháng 9, các doanh nghiệp, hội viên đã chuyển về văn phòng hội hơn 600 triệu đồng. Hội Doanh nghiệp quận Thanh Khê đóng góp 350 triệu đồng. Riêng Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 kêu gọi cán bộ, công nhân đóng góp ít nhất một ngày lương với số tiền 512 triệu đồng. Vâng, những thiệt hại của đồng bào thật là quá lớn, và chúng tôi là những người con của đất Việt từ phương xa. Mong đồng bào hãy cố gắng tiếp tục giữ vững được cái tinh thần, khắc phục được cái hậu quả bão lụt. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được cái sự chung tay đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ban vận động cứu trợ thuộc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến chiều ngày 21 tháng 9, đơn vị đã nhận được sự tham gia ủng hộ và đóng góp của hơn 3.000 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng. Thành phố đã tiếp tục phân bổ 22 tỷ hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Những đóng góp của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng là nguồn lực quý báu, góp phần giúp đỡ người dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.